Tát thí dạng biết Bồ đăng sa ra nam cha mi con nói lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tát thí dạng biết thầm mang sa ra nam cha mi con nói lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tát thí dạng biết sằng khăn sa ra nam cha mi con nói lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Phật thăng sa ra nam cha mi con đem lòng thành kính xin quy Phật. Thầm mang sa ra nam cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp. Sáng khang sa la nang khát cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng. Đủ ti yam pi bụt thang sa la nang khát cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đủ ti yam pi tham mang sa la nang khát cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Đô ti yam pi sáng khang sa la nang khát cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi bụt thang sa la nang khát cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi tham mang sa la nang khát cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Ta ti yam ti sa ra na ca ha năng pa ri pun năng phép quy tâm bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu. An tê dạ xin vâng. Banati bata veramani sikha badang samayami con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adina dana veramani sikha badang samayami con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara veramani sikha badang samayami con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Musa wada veramani sikha badang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Sura merayamachappamadathana veramani sikha badang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Panati pata viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sư sát sanh. Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sư trộm cắp. Kame sumicha chara viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sứ tà dâm. Musa wada viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sứ nói dối. Sura meraya macha pamadhatana viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha padane sa thukang katawa apamadani cha kalang samarakitapang chỉ điện tính nên thọ truyền ngũ giới này cho được trong sạch phải con giữ hành theo cho nên trọn đời chẳng nên gì vui. Ama phan tê dạ xin vâng. Si lê na su ga tan yan ti si lê na pho ga sam ba da si lê ni na pho tan yan ti tas ma si lang vi so tha ye các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các kinh nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giải luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ.
Sa thu sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ. Thay mặt cho đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị hôn thầy tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước nào rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phuttha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, và sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới. Dạ, hôm nay chúng ta sẽ lại được kể bài kinh pháp cú số 222 học ngày hôm qua. Dạ, để thay mặt đại chúng trong ron xin được cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn. Dạ, con thấy đại đức đã vào đạo tràng, con xin được cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn hoan hỷ kể bài kinh pháp cú số 227. Không biết đại đức Tuệ Nhẫn có chiếc máy không ạ? Alo. Dạ, kính đa cung thiền đại đức. Dạ, quý vị nghe rõ chưa? Alo, alo. Dạ, thưa quý vị nghe rõ chưa? Kính bạch đại đức Tuệ Nhẫn, con trong room nghe đại đức alo alo nghe rõ mà ai cũng cho số 1 mà đại đức chắc không thấy hay không nghe sao. Dạ, con cúng cung thỉnh đại đức. Ủa. Dạ, con cúng cung thỉnh đại đức Tuệ Đức kia trở lại cầm mic ạ. Nam mô Phật Thà. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, con cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý Phật tử. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, kính lễ đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức tăng, con xin phép được ngâm câu kệ số 227 ạ. Purana me tang atulang etang echa tamani wam Nim đan ti tun hi ma si Nim đan ti tun phi na si nam Nim đan ti pa hu phu chi nam Mi ta pha nim pi nim đan ti na thi no ke anin di tung Purana me tang atunana me tang echatamani wang. Nó tối quá, nhìn không có rõ cái bài kệ, tôi xin phép được ngâm lại. Purana me
tang atula ne tang cha tanani miwang nindanti nindanti tum hi ma sinang nindanti pa ufa chi nang mita pha nim pi nindanti nathino ke anindito Borana me tang atuna ne tang acha tamami wang nindanti tung hi ma sinang nindanti pa ufa ninang mita pha nim bi nindanti nathino ke anindito atula lần biết xưa nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều nhiều bị người chê, nói chê không bị chê, thật khó tìm ở đời. Một lần nữa con cũng đành cung kính đành lễ trời Đức Tăng và xin nhường mic này cho Rô Mạnh. Sa tu lành thai, con thành kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Nguyên Pháp. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 227. Purana me tăng atula ne tăng achata na me wa nên đăng tế tuôn hi ma si năng nên đăng tế ba hu pha ni năng mê ta pha ni nam pi nên đăng tế na thi lô kê a nin di tô pô ra na mê tăng a tu la nê tăng a cha ta na mi wa nên đăng tế tuôn hi ma si năng nên đăng tế ba hu pha ni năng mê ta pha ni nam pi nên đăng tế na thi lô kê a nên đi tô pô ra na mê tăng a tu la nê tăng a cha ta na mi wa nên đăng tế tuôn hi ma si năng nên đăng tế ba hu pha ni năng mê ta pha ni nam pi nên đăng tế na thi lô kê a nên đi tô a tu la nên biết xưa vậy nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê, thật khó tìm ở đời. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bồ ra na mê tăng a tu la nê tăng a cha ta na mi wa nên đăng ti tuôn hi ma si năng nên đăng ti ba hu pha ni năng mi ta pha ni nam pi nên đăng ti na thi lô kê a nên đi tu. Nên biết này a tu la, đời này cũng vậy, đời qua khác gì, ngồi im mà bị chúng nghi, nói nhiều liền bị chúng khi lắm lời. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sư thú sa thú lành thai, kính cảm ơn sư Càng Đông. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thường tòa Minh Hạnh đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài pháp cú số 227. Phô ra ná mê tăng a tú la nê tăng áp chá ta nà mi quá nên đàm tí tùng hí mà xì năng nên đàm tí bá hú bà ní năng mi
ni ta ba ni nam pi nin nam pi na thi lo ke a nin di to po ra na me tang a tu la ne tang a cha ta na mi wa nin đàn tí tô tùng hí ma si năng nin đàn tí phá hú bà ní năng mi tá bà ní nam tí nin đàn tí ná thí lô kề á nin ní tô hồ ra ná mê tăng á tú lá mê tăng á cha tá na mi quá nhìn đàn tí tùm hí mà xì năng nhìn đàn tí phá hú bà ní năng mí tá bà ní nam tí nhìn đàn tí nát thí lô kê á nhìn đi tô a tu la nên biết xưa vậy nay cũng vậy ngồi im bị người chê nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê thật khó tìm ở đời. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Nên biết này Atula, đời này cũng vậy, đời qua khác gì, ngồi im là bị chúng nghi, nói nhiều liền bị chúng khi lắm lời. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm ơn đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay của Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, con cảm ơn cô Cẩm Vân ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con xin phép được cái bài 227 ạ. Cảm ơn chú Vát Tha Ná cho bài, cảm ơn cô Quỳnh Thăng cho biết tín hiệu nghe rõ, cảm ơn cô Dạng Đông đã con xin phép đọc bài 227. Phô ra na mê tăng a tu la nê tăng a cha ta na mi wa nin đa ti tun hi ma si năng nin đa ti ba hu pa ni năng mi ta pa ni nap ni nam bin nin đa ti nát thi lô kê a nin đi tô po ra na me tăng a tu la ne tăng a cha ta na mi nin đàn ti tùn hi ma si năng nin đàn ti ba ô bà ni năng mi ta bà ni na ni ni ta bà ni na ni nằm pi nin đàn ti na thi lô kê a nin đi tô ô ra na mê tăng a tu la nê tăng cha nê nê tăng a cha ta na mi wa nin đàn ti hun hi ma ni si năng nin đàn ti ba hu pha ni năng mi ta pha ni năng pi nin đàn ti nát thi lô kê a nin đi tô a tu la nên biết xưa vậy nay cũng vậy ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê, thật khó tìm ở đời. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nên biết này Atula, đời này cũng vậy, đời qua khác gì, ngồi im là bị chúng nghi, nói nhiều liền bị chúng khi lắm lời. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin phép được kệ. Bồ đà na mê tăng a tu la nê tăng a cha ta na mi hoa nin đan ti tun hi ma si năng nin đan ti pa
upani nang mitapani nam pinindanti nati loke anindito purana metang atuna netang acha tamami mima nindanti tun himasinang nidanti bahupani nang mitapani nampi nindanti nati loke anindito purana metang atuna netang acha tanami wa nindanti tun himasinang nidanti bahupani nang mitapani nappi nindanti natthi loke anindito. Atula nên biết, xưa vậy, nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê, thật khó tìm ở đời, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nên biết này, Atula, đời này cũng vậy, đời qua khác gì, ngồi im là bị chúng nghi, nói nhiều liền bị chúng khi lắm lời, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin kính mời bạn sư Mai ạ. Dạ, con xin phép được xuống mic ạ. Dạ, kính cảm ơn cô Nguồn Cai pháp nguồn Lào Cai. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý hòa quý cô tu nữ. Sư Mai kính chào chư quý thiện hữu. Sư Mai xin đọc pháp cú 227. Pura na me tăng atula ne tăng accha ta ma na mi wa nin dan ti tun hi ma si ma si nang nin dan ti ba hu pha ni nang nit ta phá niệm pì niên đàn tì na ti lô kê á niên đi tô bồ ra na mê tăng á tu la nê tăng á chá ta na mi hoa niên đàn tì tùn hì má si năng niên đàn tì tùn hì má si năng niên đàn tì bà hú phà ní năng mít tắp mittapha nimpi nindanti natilo ke nadindito porana me tang atula te tang accha tanami wa nindanti tum himasinang nindanti bahu faninang mittapha nimpi nindanti nati loke anindito porana me tang atula ne tang accha tanami wa nindanti tun himasinang nindanti bahu faninang mittapha nimpi nindanti nati loke anindito. Atula nên biết, xưa vậy nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê, thật khó tìm ở đời, bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu. Nên biết, này Atula, đời này cũng vậy, đời qua khác gì, ngồi im là bị chúng nghi, nói nhiều liền bị chúng khi lắm lời. Bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Và kính mời huynh Quách Thá, mời quý vị nào chưa lên nha, mời Thi An Lạc, mời quý vị lên đọc nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Như đạo tràng cũng nghe được. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai cho biết được tín hiệu.
con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức và quý và Đại Đức Tuệ Nhẫn và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể quý đạo hữu. Con xin đọc bài câu pháp cú 227. Dạ con cảm ơn chú Quát Tha Ná đã bắt bài. Bồ ra na mê tăng a tu la nê tăng a cha ta na mi hoa nin đàn ti tùn hi ma si năng nin đàn ti ba hu pha ni năng mi ta pha ni nam bi nin đàn ti nát thi lô kê a nin đi tô Bồ ra na mê tăng a tu la nê tăng ách ách cha ta na mi hoa nin đàn ti tùn hi ma si năng nin đàn ti ba hu pha ni năng mi ta pha ni nam bi nin đàn ti nát ti lô kê a nin đi tô Atula nên biết xưa vậy, nay cũng vậy. Ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê. Nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê. Thật khó tìm ở đời, là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bồ ra na mê tăng Atula Nê tăng ách cha ta na mi hoa Nín đán tiêu. Dạ. Con thấy hết giờ rồi, con xin xuống mic, con gửi mic lại cho đạo tràng. Con xin đọc lốt cái phần nên biết này Atula, đời này cũng vậy, đời qua khác gì, ngồi im là bị chúng nghi, nói nhiều liền bị chúng khi lắm lời. Đấy bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính gửi lại mic cho chú Quát Thân. Sa thu lần thầy quan tâm đọc hết rồi, tốt rồi đó. Quá một phút, hai phút cũng không sao đâu. Nam mô Phật Thầy Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Khai Ya. Dạ kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ Chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Mà hình như là không thấy Đại Đức Tuệ Nhẫn trong không? Hết giờ không sao đâu. Quá một phút, hai phút không sao đâu. Các chư tăng biết giờ, các chư tăng nếu mà thấy dài, có khi các vị giảng ngắn hơn tí, thì có khi các vị giảng dài hơn 5 phút, 10 phút không sao đâu. Cứ cứ đạch cho nó xong, thoải mái. Đó, Đại Đức, biết là Tuệ Đức, Tuệ Nhẫn, chưa thấy vào rung. Nhưng mà không sao, chắc sẽ còn xin được thỉnh Pháp Sư chờ Đại Đức Tuệ Nhẫn. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá. Nam mô Tát Sạ Phạc Khà Vạ Tô A Ra Hạ Tô Sấm Ma Sấm Phụt Tát Sạ. Nam mô Tát Sạ Phạc Khà Vạ Tô A Ra Hạ Tô Sấm Ma Sấm Phụt Tát Sạ. Nam mô Tát Sạ Phạc Khà Vạ Tô A Ra Hạ Tô Sấm Ma Sấm Phụt Tát Sạ. พรหมจาโลกาธิปติสหัมปติกตัญญริอันทิวรังอาญาจถาสันติธาสัตตปริยัคขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะฉังฝามเทียนวันงำงวยขันขวานฝัดย่ำเลยยังจังยี่เอ้ยQuyết lòng mở đạo dây đời, nhắm vườn lộc giá ngày rời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn.Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm,
cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lặn rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu đẳng trí chi vẹn toàn. Ồ, dạ Nam Mô Phật Thà dạ, còn đọc kinh pháp xong mà không thấy nick của Đại Đức Tuệ Nhẫn nữa. Dạ, Đại Đức Tuệ Nhẫn ôm offline rồi luôn. Offline rồi Đại Đức chắc đường truyền không được ổn rồi. Dạ, không sao. À, mời xích Ràng Đông để băng đi, xích Ràng Đông ơi. Xích để băng đi nhá, chắc Đại Đức Tuệ Nhẫn vào được rồi đó. Mời xích nha. அரிய சச்சம் ஜாதிபி துக்க Dạ, bây giờ chúng ta học bài mới ha. Chúng con xin đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakkasangho sangkhang namassami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài thật xứng đáng là thầy cho chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ bảo pháp bảo thật là những phương dược chuyên bệnh phiền, nhưng chỉ có ai có đầy đủ duyên lành nghe dược pháp và phát triển được tứ thánh đế, người đó mới chứng đắc được tứ thánh đạo. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo chắc chắn trong vòng sanh tử luân hồi gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu được ba la mật và nhiễu ngộ lý tứ thánh đế. Do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên phần phước nào, kính dâng đến chư đại đức tăng, đến chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư già xoa, long vương, càng các bà, súc sanh, ngạo vị, phi nhân, Atuna, diêm chúa, ở gần, ở xa, khắp nơi. Và nhất là phần phước này phát sanh đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, luôn luôn tinh tấn nghe dược pháp của Đức Thế Tôn và sớm điểu chi được tứ thánh đế nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình và chấm dứt vòng sanh tử luân hồi. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, trước khi chúng ta vào bài học, chúng ta lại tiếp tục về khoảnh khắc này. Mọi thứ đã qua hết rồi, ngày mai cũng không có gì chúng ta phải mơ mộng cả. Ngày mai rồi cái thấy lại tới, cái nghe lại tới. Nếu còn thức dậy, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm cứng mềm lại tới. Vô minh lại tràn ngập nếu như không nghe diệu pháp. Vậy thì khoảnh khắc này có hiểu biết về từng chút, về thực tại, thì ngày mai lại được tiếp nối, lại có duyên để cho chúng ta thức dậy để nghe pháp, để hành trì, để phát triển chánh niệm. Đó là điều đặc biệt nhất mà trong người con của Đức Phật có được. Và tất cả chỉ là các pháp sanh khởi. Như vậy pháp sanh khởi qua mắt là khác, pháp sanh khởi qua sanh khởi mũi là khác, pháp sanh khởi qua lưỡi là khác, pháp sanh khởi qua thân là khác, pháp sanh khởi qua ý là khác. Do vậy mới có sáu cái loại ái mà chúng ta cần phải chánh niệm tỉnh giác để biết được các căn môn này.
đừng quên các pháp hiện giờ. Dầu là chúng ta có đắc bao nhiêu thứ thiền đi chăng nữa, nhưng mà không có một khoảnh khắc nào hiểu biết về cái thấy là vô ngã, cái thấy là vô thường, thì tất cả những cái thiền pháp đó cũng không đem đến một lợi ích gì cho cái sự giải thoát sanh tử luân hồi cả. Do vậy, phát triển hiểu biết là luôn luôn phải nhớ hãy là bây giờ, chỉ có bây giờ và lại bây giờ, chỉ có bây giờ diệt đi và đổi lại một bây giờ khác, tức là luôn luôn chúng ta phải ở trong cái thế là hiện tại, chỉ có hiện tại và hiện tại, còn những cái gì đã qua rồi thì không bao giờ sanh trở lại nữa. Cũng vậy, chúng ta có nói hàng bao nhiêu câu chuyện trong kinh điển của Đức Phật, thì nếu như chúng ta không hiểu về pháp ở hiện tại thì cũng là vô ích mà thôi. Do đó mà chúng ta phải nhớ, hàng ngày thì chúng ta luôn luôn chạm vào tứ thánh đế, nhưng mà vô minh nó không cho chúng ta hiểu. Vậy thì chúng ta phải nghe đúng dạy diệu pháp của Đức Phật. Thực sự là cái thấy là thánh đế chứ không phải là cái gì khác cả. Cái đối tượng được thấy nó cũng là thánh đế, cái nghe cũng là thánh đế, mà âm thanh cũng là thánh đế, ngửi cũng là thánh đế và mùi cũng là thánh đế mà thôi. Do vậy chúng ta phải luôn luôn nhớ về pháp. Chúng ta chỉ quên mỗi một điều, đó là các pháp sanh khởi trong đời sống hàng ngày chỉ là các pháp, chứ không phải là một con người, không phải là ai tạo ra các pháp, mà các pháp có duyên sanh của chúng. Bây giờ thì chúng ta trở lại cái bài học số 228 này. Câu kệ số 228 là Natcha Hút Natcha Phavisati Natcheta Rahi Natchati E Căm Tăng Nên Đi Túc Phát Sát E Cát Tăng Hoa Phát Sâm Xí Tô. Đã không có trong quá khứ, sẽ không có trong tương lai, và không tìm thấy trong hiện tại, người chỉ thuần bị chê hoặc người chỉ thuần được khen. Như vậy thì quá khứ, dầu là cái người đó có là ăn trộm ăn cướp, người đó là những cái người xấu xa, thì cũng vẫn có những người khen họ có những cái tính nết như thế này, họ xấu như này nhưng mà họ đẹp về cái này. Rồi trong quá khứ thì cũng có người khen mình về cái đẹp này nhưng mà lại xấu về cái khác. Như vậy thì quá khứ đã là như vậy. Vì sao vậy? Vì nghiệp duyên của mỗi chúng sanh là khác nhau, không có tương đồng, không có tương đồng. Như vậy chỉ có một số chúng sanh hòa hợp với một số chúng sanh, một số chúng sanh khác này hòa hợp với một số chúng sanh khác, nhóm khác. Ngay kể cả như là đời sống của gia đình, vợ chồng, con cái, tất cả, thì người con cũng có khi là hòa hợp với người mẹ nhưng mà không có hòa hợp với người cha. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là nghiệp đã phân chia chúng sanh, và mỗi mỗi chúng sanh đều có những cái sự khác biệt do nghiệp tạo. Như vậy chúng ta thấy rằng kể cả là ngay như con mắt của chúng ta thôi, con mắt trái đã không có đồng với con mắt phải rồi. Cái chân mày trái cũng không có đồng với chân mày phải rồi. Cái tai trái cũng không có đồng với cái tai phải rồi. Thì làm sao mà có cái chuyện mà người được khen hoàn toàn được? Không có. Dầu là Đức Thế Tôn với chăng nữa cũng không được khen hoàn toàn. Ngay kể cả trong tăng chúng là những cái người ác, những cái nhóm luật sư này kia, thì họ cũng không có tôn trọng, tôn kính Đức Thế Tôn.
Chứ nói chi đến những người ngoại đạo thì người ta coi Đức Thế Tôn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Có chăng thì có những người thậm chí người ta còn ghét, họ chê bai để họ còn vu oan giáo phạm nữa. Thì ở đây có bốn cái câu kệ thì phải. Trong một cái bài kệ này Đức Phật dạy là Atula lên biết, xưa vậy nay cũng vậy. Người nói ít bị chê, người nói nhiều bị chê, nói vừa phải bị chê, lại không bị chê, thật khó tìm ở đời. Như vậy cái sự khen chê là cái pháp nó đã tồn tại từ khi có mặt và hiện hữu nơi loài người rồi. Do vậy là kể cả người bạn thân chơi với nhau đi chăng nữa, có thương kính nhau đến cỡ nào chăng nữa, mặc dầu họ không nói ra nhưng mà trong ý của họ vẫn cứ chê cái người này chưa như thế này, chưa như thế kia. Đó là cái chuyện, đó là chuyện hết sức là bình thường của chúng sanh. Thế còn bậc A-la-hán thì có chê không? Bậc A-la-hán thì các ngài vẫn phê bình những cái điều xấu, điều ác nơi chúng sanh, khi mà chúng sanh dễ vui khi sống chung với các ngài với tăng chúng. Thì lời đó thì chúng sanh cũng hiểu lầm, là cho rằng cái việc đó chê mình như thế này như thế khác. Thì chúng ta thấy được rằng là Đức Phật đã dạy cái pháp. Như vậy thì cuộc sống này chúng ta sống không thể nào mà chúng ta không bị khen, không bị chê ở trên đời này cả. Như vậy để làm cái gì? Để cho chúng ta biết rằng là chúng ta không nên vướng bận vào cái sự khen chê, mà chúng ta hãy đi trên cái con đường chân lý để mà sớm chấm dứt cái sự khổ đau. Vậy thì điều chê, có những cái sự chê cũng làm cho chúng ta rút ra những cái bài học. Nếu mà được người chí chê thì đó là một điều hạnh phúc nhất cho ta. Còn nếu mà chúng ta được một cái người ngu mà khen chúng ta, mà chúng ta lại là những kẻ si mê nữa, thì đó là một điều tai họa. Như vậy khen chê thì nó cũng có nhiều cái lợi ích cho người chí. Nó cũng đem lại nhiều cái lợi ích, nhiều cái bài học. Nhưng mà cũng khen chê cũng đem lại nhiều những cái sự tai họa đến cho nhiều người. Như vậy thì chúng ta thấy thật là các cái pháp đó, chúng ta phải an trú vào trong những cái pháp mà Đức Phật dạy, để chúng ta không có vướng bận vào cái khen chê. Mà nếu có bị khen, nếu có được khen hay chê, thì chúng ta cũng cần phải suy xét xem mình, cái sự khen của họ đó mình có xứng đáng hay không. Hoặc là cái sự chê của họ thì mình sẽ học được những cái bài học gì, và chúng ta cần phải phát triển cái con đường làm sao để cho thân khẩu ý của mình càng ngày càng trở nên thanh tịnh. Chứ còn chắc chắn là chúng ta có đắc A-la-hán, có trở thành Đức Phật hay chăng nữa, nhưng mà sự khen chê là không sao tránh khỏi được. Vậy thì nếu mà chúng ta vướng vào khen chê thì chúng ta sẽ sao vậy? Chúng ta sẽ bị chết, chúng ta sẽ bị trầm cảm, chúng ta sẽ bị gì? Chúng ta sẽ bị tự ti mặc thân phận về cái sự mà lầm nổi của mình. Mà chúng ta luôn luôn phải nhớ rằng là ai ai cũng có rất nhiều những cái lỗi lầm khi mà còn là phàm phu, khi còn là những cái phiền não nó vây quanh chúng ta trong đời sống hàng ngày. Do vậy chúng ta không nên bị vướng bận vào những cái điều đó, mà chúng ta phải càng ngày càng phiền não đến đâu đi chăng nữa, thì chúng ta càng phải nhận diện rõ từng chút một về nó. Thì đó là cái con đường mà chúng ta thoát khỏi cái sự chói cột đó. Và nhất là chúng ta thường dễ bị những cái sự khen chê này, chúng ta sẽ bị nhục chí. Do vậy qua những cái bài học này Đức Phật đã dạy rồi, thì quá khứ cũng vậy, tương lai cũng vậy, và hiện tại cũng vậy. Do vậy nên là chúng ta không nên quá chìm đắm vào những cái lời khen chê đó,
mà chúng ta phải đi cái con đường trung đạo để mà sớm thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi. Cái từ cha hú là một cái hợp từ từ chá cộng với á hú. Chá là cái và đó, á hú là một cái căn của nó là căn phu, động từ là xảy ra, đã xảy ra. Như vậy là cái sự khen chê này nó đã xảy ra trong quá khứ rồi. Và quá khứ thì không ai là không có bị được chê hoàn toàn, cũng không ai là được khen hoàn toàn. Vì sao vậy? Thì đúng như lúc nãy mà đã nói đó, là mỗi nghiệp của chúng sanh thì nó chỉ tương đồng với một số người. Một số người thì không thích, một số người thích, một số người không ưa, một số người thì cũng không có bàn luận gì tới mình cả. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Kể cả có là kẻ trộm, có là kẻ cướp, có là kẻ giết người, thì vẫn có người thương, như là cha mẹ, như là anh em của họ, hay là những người bạn hữu của họ, họ vẫn có những cái tình thương riêng đối với những cái người đó. Thì chúng ta thấy được rằng là họ vẫn cứ có những cái được những cái sự khen hay là tán dương theo một cái hình thức nào đó. Như vậy thì không có ai bị chê hoàn toàn, mà cũng không có ai bị khen hoàn toàn, dầu người đó là người rất xấu xa. Thì cũng vậy, dầu là người đó rất là tuyệt hảo, rất là tốt đẹp, thì cũng không có được khen hoàn toàn. Như vậy thì chúng ta luôn luôn là những cái đối tượng mà tương đối của đời mà thôi. Do vậy là chúng ta chính là những cái đối tượng. Như vậy thân của chúng ta là những cái đối tượng, mắt, tai, mũi, lưỡi. Thân của chúng ta là những cái đối tượng cho người ta nhìn, người ta ngắm, là người ta bàn tán, người ta quen biết, và người ta tạo được những cái câu chuyện. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Thì do vậy mà chúng ta cũng không nên để ý nhiều về cái điều đó. Rồi cái từ phá huyết sát tí, căn của nó là căn phu, động từ là tương lai, sẽ là, thì tương lai cũng vậy. Xưa vị lai và lai, đâu có sự kiện này người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen. Quý vị có thấy được ai không? Có thấy được ai? Quý vị đọc trong kinh là Đức Phật có được khen hoàn toàn không? Là Đức Phật là đấng toàn chi diệu giác, 32 vẻ đẹp, 80 tướng phụ. Sao vậy? Người ta vẫn chê ngài, người ta vẫn nói là ngài là cái người mà không thương vợ, không thương con người. Ngài vẫn là cái người gì? Ngài là cái người mà hủy diệt nhân loại, tức là ngài hủy diệt nhân loại, tức là cái pháp này đưa đến vô sanh, tức là ly tham ái, tức là không sanh ra con người nữa. Nhưng mà ngài cứ, người ta luôn luôn có cái cách để mà người ta khen hoặc là chê một cái con người nào đó. Như vậy thì chúng ta thấy được là dầu là người đó có giác ngộ đi chăng nữa, nhưng mà những cái người xung quanh cái người giác ngộ đó thì đầy dẫy những vô minh, đầy dẫy những tham ái, đầy dẫy những sân hận, đầy dẫy những cái sự mà chỉ trích mạ lị. Bởi vì chúng sanh đa phần là những phàm phu, đa phần là những vô minh tâm tối. Do đó cái chuyện mà khen chê này là chuyện đương nhiên, nên là không có người hoàn hảo trong cái đôi mắt của kẻ phàm phu được. Cái từ chê tá rá hí, cái căn của nó là căn chá cộng với chê tá rá hí. Chê tá rá hí là gì? Là một cái trạng từ chỉ cho cái hiện tại. Như vậy hiện tại thì cũng không có một ai hoàn toàn được khen cả, mà cũng không có ai có hoàn toàn được chê hết. Như vậy mỗi người chúng ta thì có một cái điểm xấu này, có một cái điểm tốt khác. Vì nghiệp của chúng ta không bao giờ
mà này chỉ có nghiệp thiện nó cho quả, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Dầu là Đức Phật hay chăng nữa thì Ngài vẫn có những cái ác nghiệp nó cho quả, không sao mà tránh khỏi được. Bởi vì thế giới của Pháp thì nó không thể có một nghiệp thiện, không thể có một tâm thiện sanh hoài. Điều đó là chưa từng xảy ra từ vô thủy. Do vậy là ai ai cũng có đầy những cái nghiệp ác xen và đầy những cái nghiệp thiện nhìn cho quả. Như vậy thì rõ ràng không thể có cái trường hợp mà bị khen hoài và bị chê hoài được, phải không? Chúng ta đi trên cái con đường nhân quả, chúng ta hiểu Pháp rồi thì chúng ta sẽ rất là thông và chúng ta vô cùng tôn kính Đức Phật, phải không? Do vậy mà chúng ta cần phải luôn luôn nhớ về các Pháp để không có bị sầu muộn bởi cái sự khen chê, cũng không có chìm đắm vào chúng. Tất cả chúng ta đều bị những cái sự khen chê này đắm chìm vào chúng, mà chúng ta bị chìm ở trong cái ý niệm về ngã, tự ti mặc cảm. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được lời Đức Phật dạy thì chúng ta thấy ai cũng có lúc được khen, cũng có lúc bị chê hết. Do vậy thì chúng ta có lên sầu buồn về nữa không? Không. Và chúng ta hiểu sao vậy? Chúng ta hiểu là không thể có toàn bộ đời sống chỉ là những cái thiện pháp. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Đời sống của phàm phu đã vô lượng kiếp rồi, không thể tạo chỉ có một thiện pháp được. Bao giờ cũng xen vào bất thiện và thiện, và bất thiện thì luôn luôn là nhiều, phải không ạ? Do vậy chúng ta cũng rất ít được khen, đa phần là bị chê là nhiều. Lên là các bậc thánh cũng bị chê là nhiều. Nên là có một số thì các ngài được khen, nhưng mà những cái khen đó toàn là cái bậc trí, chỉ còn kẻ phàm phu thì cũng chỉ có một số ít nhân duyên thôi. Chứ còn là người mà người ta không đi theo cái con đường đạo đó, không đi theo cái hội chúng đó, thì người ta luôn luôn là ghét, người ta không có ưa. Kể cả trong Phật giáo cũng vậy, người đi theo cái trường phái Ngài Ba Ốc ở Việt Nam thì người ta không có ưa đi theo cái trường phái tu tập của Ngài ở Niệm Tâm của Ngài Siêu Minh v.v. hay là Upandita Rama luôn vậy. Cái chuyện đó là chuyện hết sức tự nhiên rồi. Ngay kể cả trong hội chúng cư sĩ hay hội chúng chư tăng vậy, mỗi người thì cũng vẫn là có những cái nhóm, mỗi người chỉ hòa hợp với những cái nhóm. Như vậy thì cho chúng ta biết nè, do gì? Do nghiệp nó phân chia chúng sanh ra, cái pháp nó phân chia. Do vậy đó là cái chuyện quy luật tự nhiên của các cái pháp đó. Rồi tiếp theo nữa là cái từ e cá tăng là e cá lý tát, là một cái nhóm từ ở đây chia theo đối cách là một mặt hoàn toàn. Ê cá là một, anh tá là một cái danh từ nam tánh, là điểm cuối hay là gốc. Còn cái từ nin đi tô, cái căn của nó là căn nin cộng với ý tá. Nó chia theo quá khứ phân từ, từ của nó là nin đá tí, mà nó chia theo quá khứ phân từ, mà nó nam tánh chia theo chủ cách số nhiều nên gọi là người đã bị chê. Như vậy là chúng ta biết là nói ít cũng bị chê này, nói nhiều bị chê này, nói vừa phải bị chê này, không nói cũng bị chê này, làm người cũng bị chê, không thật khó tìm ở đời. Như vậy thì chúng ta phải nói như thế nào? Không, Dinh Đại Đức Phật dạy sao vậy? Chúng ta hãy chánh niệm trong lời nói, chúng ta hãy nói về chánh ngữ. Như vậy dầu có người ta có chê, mình cũng không có lỗi lầm. Mà người ta có khen,
thì mình cũng thấy ra được các pháp, thì mình cũng không có bị những cái lỗi lầm, cũng không có bị vướng mắc. Như vậy là mình nói những cái lời trong chánh pháp, lời chân thật, thì tâm của mình nó an, dầu có bị chê hay là bị được khen, thì tâm của chúng ta nó cũng thấy ra là mình không có những cái nói những cái lời độc ác hay là chê bai hay là phạm phải những cái tà ngữ ở trong đó. Rồi cái từ tiếp theo nữa là cái từ passo, cái từ nitito hả, không bị chê, là cái từ passo passat, là một cái danh từ nam tánh. Và câu kệ này chia theo chủ cách là người đàn ông hay là nam nhân. Nam nhân như vậy thì cái từ mà chúng ta được học thêm nữa, cái từ poso cũng được gọi là người đàn ông. Rồi cái từ nữa là từ pasangsita, cái căn của nó là căn sam, tiếp đồng ngữ là pa cộng với ita. Ở đây nó là cái từ nguyên mẫu là pasati, pasati mà nó chia theo quá khứ phân từ, nên là nó được chia, nó được cái từ của nó là pasangsito. Và cái quá khứ phân từ này nó chia theo năm tánh chủ cách và đã được khen tặng, đã được khen tặng. Tiếp đầu ngữ pá là chỉ cho cái sự nhấn mạnh, căn của nó là căn xăm, là chỉ ra hay là nói lên. Và ở câu kệ này ngài Thích Minh Châu ngài dịch theo thể năm kệ là: xưa vị lai đâu có sự kiện này, người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen, người trọn vẹn được khen. Như vậy chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Một số người thì người ta chỉ hợp, ví dụ như là người ta hợp nghe ngài Giác Nguyên thuyết giảng chẳng hạn. Rồi một số người thì người ta lại thích nghe ngài Giác Giới thuyết giảng. Một số vị thì lại thích nghe ngài Giác Đẳng thuyết giảng. Một số người thì người ta lại thích nghe ngài Chánh Minh thuyết giảng. Một số người thì người ta này thích nghe những cái người thầy ở bên Bắc Tông. Một số người thì người ta này thích nghe những cái vị thiền sư thuyết giảng. Một số người thì lại thích nghe ngài Ajahn Chah, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là mỗi mỗi người đều có những cái sự tích lũy riêng, cái sự hiểu pháp riêng, nên là trí của mỗi người cũng không có đồng đẳng. Do vậy chúng ta phải luôn luôn hiểu biết, luôn luôn phải nhớ rằng là mỗi người đều chỉ tốt đẹp hay không tốt đẹp là chỉ do tích lũy của mình, trí tuệ của mình hiểu pháp được bao nhiêu thì cái level của mình nó lại càng lên được bấy nhiêu. Như vậy giáo pháp của Đức Phật là phổ quát, ngài thuyết về tứ thánh đế, nhưng mà trình độ của mỗi người trong mỗi kiếp sống họ hiểu khác nhau lắm, họ hiểu khác nhau, ba la mật của họ cũng khác. Có những cái kiếp này thì có người họ chỉ bồi bổ tinh tấn, có những cái người ở cái người Phật tử hay người vị sư ở kiếp này thì họ chỉ nghiên cứu về pháp học. Rồi có những cái người ở kiếp này họ chỉ thích nghe pháp chứ họ không thích có thích đọc kinh. Họ thích nghe ai thuyết giảng, họ mở băng lên họ nghe thôi, chứ họ không thích đọc vào kinh điển. Có người thì họ chỉ thích tụng những cái bài kinh tụng thôi. Rồi có người thì họ chỉ thích ngồi thiền định thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là mỗi chúng sanh đều có cái sự tích lũy riêng khác nhau, có sự tích lũy riêng khác nhau. Do vậy có các ngài thì họ tích lũy định với thiền quán. Do vậy khi mà họ chứng đạo đó thì cái thiền định nó cũng được liên kết, và đó cũng tâm của cũng chứng được cái những cái tầng thiền an chỉ tịnh luôn. Và chúng ta cứ ngỡ rằng là cái vị đó tu thiền định rồi mới tu thiền quán, mới đắc thiền quán. Người ta nói rằng là tu phải tu thiền định để mới đắc thiền quán, nên họ lầm tưởng, họ rất là sai lầm.
Và chúng ta thấy được rằng là cái tứ niệm xứ nó không hề liên quan đến bất cứ một cái đề mục thiền định nào cả. Bởi vì tứ niệm xứ, cái chánh định của nó hoàn toàn nó dựa trên thực tại hiện tiền hết. Và nó không có tứ niệm xứ, cái con đường ra khỏi sanh tử luân hồi, nó không bao giờ liên quan đến bất cứ một khái niệm nào. Nó không liên quan bất cứ khái niệm nào. Nhưng mà cái thiền định á, cái sự an tịnh của tâm á, thì nó rất là tốt đẹp cho một cái đời sống mà những cái người mà họ sống cái đời sống, có được cái đời sống an tịnh thảnh thơi, đem lại rất là lợi ích, chứ không phải là không đem lại lợi ích. Do vậy mà Đức Phật dạy giáo pháp á, thì Đức Phật dạy về tất cả pháp chứ không phải dạy về một pháp. Nhưng mà Ngài nhấn mạnh cái con đường bát chánh đạo, cái con đường tối thượng, cái con đường đó mới là con đường ra khỏi sanh tử luân hồi. Mà cái con đường bát chánh đạo đó cũng chính là cái tứ niệm xứ. Như vậy tứ niệm xứ nó cũng chính là chánh đạo. Về tứ niệm xứ là gì thì chúng ta biết là tứ niệm xứ không phải là dạy một cái pháp môn, mà tứ niệm xứ ở đây Đức Phật trình bày tất cả pháp. Tất cả pháp liên hệ tới sắc, tất cả pháp liên hệ tới thọ, tất cả pháp liên hệ tới gì? Tới tâm, và tất cả pháp liên hệ tới pháp. Tất cả pháp liên hệ tới pháp. Như vậy bài kinh tứ niệm xứ là bài kinh mà ngài nói lên tất cả các cái pháp. Như vậy thì chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng tứ niệm xứ không phải là một pháp môn, là niệm tâm hay niệm thọ hay là niệm pháp, mà tứ niệm xứ là trình bày tất cả pháp. Khi mà có chánh kiến hiểu cho kỹ về tứ niệm xứ đó, thì lúc này cái chánh kiến nó đi đầu, thì nó mới khởi sanh cái chánh niệm. Như vậy là cái chánh niệm nó thuộc về tứ niệm xứ thì nó mới gọi là niệm gì? Niệm quyền, niệm lực được. Còn tất cả những cái niệm thuộc về thiền định hay là cái niệm thuộc về bố thí trì giới trong đời sống hàng ngày, những cái thiện pháp đó, tất cả những cái niệm đó, mặc dầu nó là thiện pháp nhưng mà nó không phải là ba la mật, và nó cũng không phải là niệm của tính tấn niệm định tuệ. Như vậy để cho chúng ta phải hiểu rõ ràng chỉ khi nào mới được gọi là tính tấn niệm định tuệ. Thì khi nào mà chúng ta phải thông hiểu được các thực tại và bắt đầu phát triển về tứ niệm xứ, chánh niệm trong từng thực tại trong đời sống hàng ngày, thì bắt đầu đây mới gọi là tính tấn niệm định tuệ. Và tính tấn niệm định tuệ này nó mới trở thành tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. Như vậy trí tuệ mà nó chưa có khai thông của pháp học về các pháp trong đời sống hàng ngày thì không có ai có thể đi vào tứ niệm xứ được. Mặc dầu chúng ta có lối pháp đến đâu đi chăng nữa thì trong bản thân của họ vẫn không thể nào đi vào tứ niệm xứ được. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là tứ niệm xứ này nói thì rất là dễ, nhưng mà thực sự để tiệm cận vào chúng là vô cùng khó khăn, mà cần phải rất là can đảm và chân thật thì chúng ta mới có thể đi vào được. Mà chỉ có cái sự đi về cái con đường này thì chúng ta mới chấm dứt hết hoàn toàn những cái sự khen chê. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con đường này là kết thúc sanh tử. Ngày nào chúng ta còn hiện hữu là chúng ta còn bị khen, còn bị chê. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, bài kệ này thì Đức Phật giảng với 4 câu kệ trong cái thời pháp của ngài 7258 và 259. Đó là gì? Atula nên biết, xưa vậy nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều cũng bị chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê thật khó tìm ở đời. Xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này, người hoàn toàn được khen,
người trọng à, người hoàn toàn bị chê, người trọng vẹn được khen. À, rồi câu thứ 29 à, câu thứ 28 là à, câu thứ 29 là sáng sáng thẩm xét kỹ bậc chí bậc có chí tán thán bậc chí không tì vết đầy đủ giới định tuệ. Như vậy là chúng ta cần phải làm cho tâm của mình đầy đủ giới định tuệ, chứ không phải là hằng ngày cứ đi nghe ngóng xem ai khen mình, ai chê mình, xem mình làm những cái điều tốt này có được ai khen không, hay là xem là mình không có được, có xem là đi đến đây mình xem có ai chê về mình không, hay những cái người xung quanh như này như kia không, vân vân. À, thì cái đó chỉ đã mất thời gian và chỉ làm cho sầu khổ mà thôi. Rồi câu kệ số 30 nữa là gì? À, hạnh sáng như vàng ròng, ai dám chê vị ấy, chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương. Như vậy ở đây thì Ngài tán dương con của Ngài. Đó là những cái bậc mà đầy đủ giới định tuệ, tức là những cái bậc thánh tu đầu quần, tu đà hàm, a la hàm, a la hán. Và câu kệ này được tích truyện như sau, là câu chuyện này xảy ra khi mà Đức Phật ở tại chùa Kỳ Viên liên hệ đến cái nam cư sĩ tên là Atula. Atula hay là Tu Lại. Như vậy giờ cái tên từ thôi chứ không phải là Atula mà sanh mà có dữ ha. Là một cái thiền tính và ông ta sống ở cái thành Xá Vệ này, và có một cái nhóm bạn 500 người Phật tử. Thì một ngày nọ ông dắt cả 500 cái người này đi đến cái tịnh xá để nghe pháp. Đầu tiên thì họ đến bên tôn giả Rewata, cung kính đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Thì tôn giả Rewata là cái người ưa độc cư. Chúng ta biết là tôn giả Rewata là một cái người cũng thuộc về dạng đệ nhất tâm từ đó, và rất là yêu thích độc cư như một con sư tử, yêu thích sự cô, yêu thích cái sự cô đơn cô độc ở trong những cái nơi hẻo lánh. Nên Ngài không nói gì với họ cả, Ngài chỉ thích người ta đến chào hỏi nhưng Ngài vẫn im lặng. Thì cái vị Atula này nghĩ thầm là tôn giả này chẳng nói năng chi cả. Cả nhóm thì lúc bây giờ thấy Ngài không nói gì hết, thì chúng ta biết là chúng ta thường quen nói chuyện với nhau rồi, thường tám với nhau rồi. Khi mà chúng ta đi đến ai mà người ta ít nói, người ta không nói cái gì, mình rất là bực bội, khó chịu. Trong lòng của mình thấy người khác không nói, tâm của mình nó muốn trào ra, nhưng mà người ta lại không nói đó. Nên là mình rất là bực bội, chịu. Nên là cả nhóm mới đứng dậy, vị này đi đến tôn giả Xá Lợi Phất và cung kính đứng ở bên, và tôn giả nói: các ông đến đây gặp ta có chuyện gì vậy? Thì cái vị Atula này mới thưa là: bạch tôn giả, con đưa các bạn đi nghe pháp và đã gặp lại Ngài Rewata, nhưng mà Ngài thì không có nói cái gì cả, nên con bất mãn và đến đây xin tôn giả thuyết pháp cho chúng con. Tốt lắm, Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài là rất là ưa pháp và Ngài rất là thích nói pháp. Tốt lắm, các ông hãy ngồi xuống đi. Và tôn giả Xá Lợi Phất giảng về A Tỳ Đàm, Tràng Giang Đại Hải. Cái là Ngài nói hết những cái tâm này cho đến cái lộ trình kia, các pháp đó tấu hợp như thế này như thế khác, nói dài quá. Thì vị Tu La này nghĩ A Tỳ Đàm rất là khủng, tôn giả chỉ giảng giải cái pháp ấy điều đâu có lợi ích gì, và ông ta cũng rất là bực bội. Lúc bây giờ ông lại dẫn cái đại chúng cư sĩ của ông đi đến tôn giả A Lam, tức là
Và tôn giả nói về cái việc gì thế, thì Atula mới thưa là: thưa tôn giả, chúng con đến ngài Ni Bà Đa thì mong được nghe pháp, thì tôn giả chẳng nói lời nào. Chúng con đi đến tôn giả Xá Lợi Phất á, và ngài dạy thì quá nhiều A Tỳ Đàm với tất cả chi tiết, chúng con chẳng hiểu gì cả và buồn bực. Tôn giả ấy lên đến đây xin tôn giả thuyết pháp cho chúng con. Thì ngài Ananda thì ngài nói tốt lắm, hãy ngồi xuống và lắng nghe. Tôn giả Ananda nói pháp cho họ ngắn gọn và dễ hiểu. Họ cũng đã bực mình bỏ đi và đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ, rồi nuôi ngồi một bên. Và Đức Phật rằng là, vì Đức Phật hỏi rằng là: vì sao các ông đến đây? Bạch Thế Tôn, chúng con nghe pháp, nhưng mà các ông đã nghe. Đức Phật nói: các ông nghe rồi Bạch Thế Tôn, nhưng mà không, dạ đi Bà Đa thì con đến thì chẳng nói lời nào cả. Còn khi mà con chán, con bỏ đi và đến tôn giả Xá Lợi Phất thì ngài này dạy quá nhiều về A Tỳ Đàm, lại nói ngắn, ngắn quá. Còn đến ngài Ananda thì thuyết pháp thì lại quá ngắn, chúng con không vui nên đến đây. Như vậy qua đây xin ngừng một chút xíu để cho quý vị biết rằng là tại sao chúng ta nghe pháp mà nó không có giác ngộ. Tức là thứ nhất là chúng ta nghe chưa đúng người, và thứ hai nữa là tâm của chúng ta đó, là chúng ta, tâm của chúng ta nó chỉ đi muốn tìm tòi một cái gì đó, và chúng ta quên mất rằng là tại sao mà Đức Phật thuyết pháp, và rất hầu như là tất cả những cái thời pháp của Đức Phật ngài chỉ thuyết pháp cho người ta giác ngộ. Quý vị biết tại sao không? Đức Phật trước khi thuyết pháp ngài nói là hãy khéo lắng nghe và như lý tác ý. Để làm cái gì vậy? Để tâm của chúng ta nó chìm vào cái pháp đó, nghe để chìm vào cái pháp đó gì? Nó loại bỏ năm cái triền cái, tâm của chúng ta nó loại bỏ được năm triền cái rồi. Ngay lúc đó chúng ta nghe vào cái dòng pháp chân đế là chứng đắc đạo quả liền. Tại vì chúng ta, tại sao mà chúng ta không có đắc đạo quả? Là vì chúng ta nghe pháp mà nghe theo cái triền cái của mình, chứ không phải nghe theo cái lý pháp mà chúng ta cần phải mở tâm để mà loại bỏ lắm cái triền cái này ra. Không phải chúng ta nghe pháp để thích và ghét, để mà chống đối hay để mà ấy, mà nghe pháp phải loại bỏ năm triền cái để hiểu vào cái dòng pháp, thì ngay đó mới có cơ hội để nhiễu ngộ thánh pháp được. Chúng ta nghe pháp là cái tiên quyết để giác ngộ, nhưng mà nghe như thế nào là điều cực kỳ quan trọng, chứ không phải là gì. Không có làm cách nào để chúng ta giác ngộ ngoài là chúng ta nghe pháp hết. Nhưng mà chúng ta phải nghe như thế nào để mà giác ngộ, vậy rất là quan trọng. Rồi chúng ta trở lại cái bài học này. Và lúc này thì Đức Phật gõ Atula: này Atula, từ xưa đến nay người ta luôn chê hoài, người ta luôn chê bai người không nói, về người nói nhiều, rồi người nói ít, đều bị chê, không ai hoàn toàn được khen cả, cũng không ai hoàn toàn bị chê. Ngay kể cả các bậc đế vương cũng được người khen kẻ chê, ngay cả địa đại cũng bị chê nữa. Địa đại cũng bị chê, hay kể cả cái đất này chúng ta đây xấu quá, đẹp quá, cái đất này cứng quá, cái đất này mềm quá, cái đất này nóng quá, cái đất này nặng quá, đúng không? Mặt trời này nóng quá, mặt trăng này sao mà đêm nay không có tối, đêm nay không có sáng, vân vân. Ngay kể cả một vị Phật, một vị tòa ngồi giữa tứ chúng,
mà thuyết pháp cũng có người khen kẻ chê. Đức Phật thuyết pháp cũng có nhiều người bỏ ra về, đúng không? Lời khen chê của người ngu không quan trọng. Nhưng khi người học thức, thông minh khen hay chê, đó mới là đích thực. Khi người có trí tuệ, các ngài khen là các ngài khen cái phẩm hạnh, cái đức hạnh của tâm người đó đã đạt đến cái điều đó. Ngài tán dương là tán dương cái phẩm hạnh đó, chứ không tán dương một con người đó, không tán dương cái vẻ bề ngoài, là cái người này đẹp hay là cái người khen lịnh ta. Còn cái bậc trí nó chê là thấy được những cái pháp này nó xấu uế, nó còn cấu uế ở nơi tâm. Các ngài chê như vậy đó, chứ các ngài không có trì chiếp, các ngài không có chê theo cái kiểu mà chà đạp cái phẩm hạnh, chà đạp cái nhân phẩm của một con người như kẻ phàm phu. Những cái ngài chê để mà cho cái người đó, rồi các ngài nói ra cho họ để mà họ hiểu ra, để họ thoát ra những cái điều bất thiện, cái điều cấu uế từ nơi tâm đó. Còn cái người ngu chê khen gì thì cũng không có quan trọng gì cả. Còn người trí mà chê, chúng ta là chúng ta phải hết sức để ý lắng nghe và thấy được những cái lỗi lầm và nhận ra được và bỏ đi cái bản ngã, bỏ đi cái sự ngã mạn, bỏ đi cái sự cống cao, để mà sao vậy, để tâm của mình trở nên nhu thuận, nhu hòa, nhu nhuyến, dễ sử dụng, để trở nên tốt đẹp, trở nên đức hạnh. Còn khi mà người trí khen, chúng ta cảm ơn tán dương ngài vì mình đã được người trí khen, rõ ràng là mình đã tu tập, đã học hiểu, đã có đức hạnh. Chúng ta cần phải vun bồi thêm nữa, không dễ gì được các bậc trí khen, bậc trí mà khen chúng ta. Do vậy chúng ta cần phải nhớ cái điều đó. Như vậy bài kệ này đã được nói lên là như vậy. Như vậy thì chúng ta kết thúc bài kệ. Chúng con xin đọc câu kệ này một lần nữa, là xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này, người hoàn toàn được khen, người trọn vẹn bị chê. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi, phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử. Xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và phát triển được thiện tâm, được tứ niệm xứ và sớm chứng đắc được đạo quả. Con nguyện phước lành này chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong chánh pháp này, xứng đáng là con của Đức Thế Tôn vô thượng, vì sanh tử luân hồi là khổ đau. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lầm thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhận đa dạng bài học ngày hôm nay, cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhận. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho đông chúng. Dạ, Thượng Tọa không nghe hả? Dạ, quý vị có nghe không? Xích Đăng Đông ơi, Xích Đăng Đông có nghe không? Dạ, dạ con, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Ma quạt tu sa pa ma nga lang ra khan tu sa pe de
tất cả phương ban có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thay, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức đã vào rừng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất, nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náo phước hằng hà xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hà trung hà hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu vận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông thường, nõn thai thấp qua khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà giúp khổ truyền quanh đo đài, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau,